Kết quả khảo sát sơ bộ cho thấy, tỉnh Nghệ An có khoảng 1.600 ha diện tích có thể khai thác đầu tư năng lượng tái tạo, tương đương công suất 1.300 MW. Với đặc điểm địa hình và khí hậu, ba nguồn năng lượng có tiềm năng rất dồi dào để khai thác và phát triển là nước, gió và mặt trời. Hiện nay, toàn tỉnh Nghệ An có 25 dự án thủy điện với tổng công suất gần 1.400 MW. Ngoài hệ thống thủy điện đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ đã và đang được vận hành hiệu quả, thì thời gian gần đây, năng lượng mặt trời, năng lượng gió được nhiều đơn vị, doanh nghiệp quan tâm đầu tư. Vừa qua, Nghệ An cũng đã thu hút được 3 dự án đầu tư sản xuất điện sử dụng năng lượng tái tạo quy mô lớn với tổng mức đầu tư là 11.300 tỷ đồng. Dự kiến tổng công suất sản xuất điện là 550 MW. Và nhằm tiếp tục phát triển năng lượng tái tạo, tỉnh cũng đã đề xuất đưa 7 dự án điện mặt trời nối lưới vào dự thảo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với tổng công suất 680 MW. Thưa quý vị, theo tính toán của ngành điện, nhu cầu điện phục vụ sản xuất sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An trung bình hàng năm tăng khoảng hơn 12%. Do đó, việc đẩy mạnh khai thác các nguồn năng lượng tái tạo sẽ góp phần cung ứng nguồn điện phục vụ sản xuất, đời sống và phát triển. Căn cứ theo quyết định số 11 năm 2017 và quyết định số 13 năm 2020 của Chính phủ, khuyến khích năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng gió và năng lượng mặt trời, cùng với chính sách thu hút đầu tư, ưu tiên phát triển năng lượng sạch của tỉnh Nghệ An, trên địa bàn đã có nhiều doanh nghiệp đầu tư hệ thống điện mặt trời để phục vụ sản xuất và kinh doanh. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích của năng lượng tái tạo và cơ chế của chính phủ, thì các nhà đầu tư khai thác năng lượng mặt trời lại đang gặp không ít gian nan. Đó cũng chính là nội dung mà chương trình tạp chí Kinh tế cuối tuần ngày hôm nay sẽ đề cập. Năm 2019, Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Tảo Việt Nam đầu tư trên 13 tỷ đồng lắp đặt điện mặt trời, vừa phục vụ sản xuất vừa hòa lưới. Kể từ năm 2020 đến nay, đây là nguồn năng lượng giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế, cũng như hưởng ứng thực hiện mục tiêu quốc gia về sản xuất sạch và phát triển bền vững. Chúng tôi vừa kết hợp được cái vấn đề nuôi tạo để che ánh nắng mặt trời cho tạo, vừa là phát triển điện mặt trời, cho nên là cái hiệu quả kinh tế rất cao, hai là tạo ra cái môi trường sạch và tạo phát triển tốt, điện năng lượng phát triển tốt, cho nên là cái hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp chúng tôi đó là rất tốt. Thực tế cho thấy, điện mặt trời mang lại hiệu quả rất lớn, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sử dụng nhiều điện năng. Năm 2019, Công ty Cổ phần Trung Đô đã đầu tư và vận hành nối lưới hệ thống điện mặt trời áp mái, tổng công suất 3 MW. Riêng hệ thống điện mặt trời 1 MW tại nhà máy Trung Đô Slabstone, ngoài tiết kiệm chi phí sản xuất, thì đây còn là tiêu chí đáp ứng sản xuất sạch đối với sản phẩm xuất khẩu. Khi lắp đặt tấm điện pin mặt trời ấy, sẽ giúp cho cái không khí trong các cái nhà xưởng được giảm đi rất nhiều. Nó phải giảm được khoảng từ 3 đến 5 độ C. Và việc được cấp cái tín chỉ carbon trong khi sử dụng điện mặt trời cho sản xuất sẽ giúp cho sản phẩm tránh được cái việc bị đánh thuế là thuế carbon khi xuất khẩu. Từ nhu cầu thực tế sử dụng năng lượng trên địa bàn và thực hiện mục tiêu bảo vệ môi trường, Nghệ An đã và đang ưu tiên phát triển nguồn điện từ nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Đặc biệt, Nghệ An đã và đang thu hút ngày càng nhiều các dự án vào các khu công nghiệp. Do đó, nhu cầu ổn định nguồn cung năng lượng phục vụ sản xuất hết sức quan trọng. Tại khu công nghiệp V-Ship, điện mặt trời áp mái thực sự phát huy hiệu quả cả trong sản xuất lẫn bảo vệ môi trường. Tiết giảm được khoảng 15% cái lượng năng lượng tiêu thụ ở trong cái tòa nhà cũng như là toàn bộ cái khu công nghiệp V-Ship. Thì riêng đối với cái phần tiền điện thì hiện tại thì chúng tôi đã tiết kiệm được khoảng tầm 30% so với là các cái nguồn năng lượng hóa thạch thì bằng các cái năng lượng tái tạo, và đặc biệt cụ thể ở đây là cái nguồn năng lượng điện mặt trời. Tính đến hết tháng 5 năm 2023, Nghệ An có 790 khách hàng sử dụng điện mặt trời áp mái với tổng công suất 91,93 MW, tương đương 73,54 MW. Trong đó, số khách hàng doanh nghiệp sử dụng điện mặt trời áp mái có công suất 100 kWp trở lên là 94 doanh nghiệp với tổng công suất 85,1 MW.
tương đương 68,08 MW, bao gồm tất cả các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, dân dụng và dịch vụ. Nghệ An được đánh giá là một trong các địa phương có tiềm năng lớn về phát triển năng lượng mặt trời. Đó là số giờ nắng trung bình đạt khoảng từ 1.700 đến 2.000 giờ trên một năm, thuộc nhóm các khu vực có số giờ nắng cao trên cả nước. Lượng bức xạ mặt trời trung bình khoảng 4,73 kW trên 1 mét vuông trên một ngày. Với vị trí địa lý và khí hậu, Nghệ An có thể khai thác điện mặt trời hiệu quả trong cả năm, đặc biệt là từ tháng 4 cho đến tháng 10. Tiềm năng thì lớn nhưng tốc độ và quy mô đầu tư năng lượng tái tạo ở Nghệ An lại khá chậm so với nhiều địa phương trong khu vực. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp tiên phong hưởng ứng chủ trương đầu tư của chính phủ đã đầu tư nhà máy điện mặt trời thì lại đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Một trong những dự án năng lượng tái tạo quy mô là nhà máy điện sinh khối tại khu công nghiệp Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ do công ty APG đầu tư. Công suất dự kiến 60 MW, nguyên liệu là các phụ phẩm nông nghiệp như bã mía, cành lá keo. Thế nhưng cho đến nay, dự án này vẫn chưa thể triển khai xây dựng. Hiện nay là huyện cũng có khó khăn là cái nguồn vốn của huyện cũng đang rất là hạn hẹp. Mà nhu cầu thì rất lớn, cho nên là việc đầu tư các cụm công nghiệp về mặt hạ tầng thì đang còn rất là khó. Thì mong tỉnh tạo điều kiện là hỗ trợ huyện về kinh phí theo cơ chế chính sách của Hội đồng tỉnh đã ban hành để xây dựng các cái đường vào cụm công nghiệp. Không chỉ dự án đang triển khai mà các dự án năng lượng tái tạo đã đi vào hoạt động, đã mang lại hiệu quả thực sự, hiện cũng gặp không ít vướng mắc. Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Thăng Long 89 và Công ty cổ phần hợp tác kinh tế Việt Lào đầu tư điện mặt trời áp mái hòa lưới công suất 2 MW-peak năm 2020. Sau hơn 3 năm hoạt động ổn định, hiện doanh nghiệp cũng rất băn khoăn khi quyết định số 13 của chính phủ đã kết thúc vào cuối năm 2020 và đến nay vẫn chưa có chính sách mới cho loại hình năng lượng này. Khi buổi đầu của nghị định của chính phủ ra thì nó cũng chỉ có doanh nghiệp làm việc với lại là sở với lại công ty điện lực thôi. Sau này thì nhà nước cũng bổ sung, thậm chí bổ sung nhiều cái cảm thấy khó khăn cho doanh nghiệp. Một doanh nghiệp khác đầu tư nhà máy điện mặt trời đã đấu nối hòa lưới cũng đang gặp khó là công ty cổ phần Sinot ASEAN. Đó là hệ thống điện mặt trời hòa lưới của doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng với ngành điện từ năm 2020. Thế nhưng hiện nay, ngành điện lại đang dừng thanh toán cho doanh nghiệp và cũng chưa có hướng giải quyết cụ thể. Cái nhà lắp điện mặt trời có hợp đồng có đầy đủ trước đây mà vẫn coi như thanh khoản bình thường, tức là vẫn mua bán với nhau đều đặn, vẫn thực hiện hợp đồng. Nhưng bây giờ tự nhiên lại có một cái công văn tạm dừng coi như chi trả. Như thế bọn tôi cũng chả hiểu được nguyên nhân thế nào. Không chỉ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư năng lượng tái tạo gặp nhiều trở ngại mà nhà cung ứng lắp đặt thiết bị năng lượng tái tạo cũng không tránh khỏi. Bên công ty chúng tôi đang còn vướng mắc với các cái hồ sơ pháp lý, các cái hướng dẫn cụ thể của ngành điện cũng như chính phủ để khuyến khích người dân lắp đặt điện mặt trời, như là các cái chi tiêu phòng cháy chữa cháy, rồi các cái thông số của thiết bị và các cái hồ sơ đấu nối và lắp đặt pháp lý đối với điện lực. Thực tế cho thấy, vấn đề nổi cộm hiện nay một phần là do chính sách về năng lượng tái tạo chưa đồng bộ, khiến cho tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối đã bị hạn chế đầu tư phát triển. Thực hiện cái văn bản chỉ đạo 1816 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thì khi chưa có cái cơ chế về giá về điện mặt trời mái nhà thì đang còn tạm dừng đấu nối tất cả các cái dự án hệ thống điện mặt trời mái nhà vào lưới điện. Vì vậy thì công ty Điện lực Nghệ An cũng thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đối với cái loại hình này là cũng chưa có những cái hướng dẫn và cả cái quy định cụ thể để làm một cái cơ sở pháp lý vững chắc trong cái công tác quản lý nhà nước cũng như là định hình cả tổ chức cá nhân để thực hiện đúng theo cả cái quy định. Về lâu dài, nếu không được tháo gỡ kịp thời, thu hút đầu tư các dự án năng lượng tái tạo nói chung sẽ càng chậm trễ. Điều này dẫn tới vấn đề không đảm bảo năng lượng cho sản xuất, cũng như khó khăn trong thực hiện chương trình chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải carbon và lộ trình cắt giảm khí thải của chính phủ. Thưa quý vị, dự tính mức tiêu thụ điện năng tỉnh Nghệ An đến năm 2025 là 6,75 tỷ kW và năm 2030 sẽ là 9,55 tỷ kW. Bởi vậy, việc đầu tư cho năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió là hết sức cần thiết với sự phát triển của tỉnh, đồng thời cũng là cơ hội cho các nhà đầu tư.
Trước những bất cập vướng mắc trong cơ chế giá, nhiều dự án điện mặt trời, điện gió đối diện khó khăn lớn như hiện nay, rất cần có các giải pháp cũng như bổ sung chính sách từ các cơ quan, từ trung ương đến tỉnh. Từ đó sớm đưa các nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp vào vận hành, đảm bảo cung cấp điện và khai thác tài nguyên, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư. Mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc trao đổi với khách mời của chương trình ngày hôm nay. Xin chào ông Phan Duy Hùng, trưởng phòng truyền thông và đối ngoại, chi nhánh Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Nghệ An. Rất cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình tạp chí kinh tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Thưa ông nhận định như thế nào về vấn đề đầu tư và khai thác nguồn năng lượng tái tạo hiện nay ạ? Phải khẳng định rằng Việt Nam là một trong những nước ở khu vực Đông Nam Á có cái tốc độ tăng trưởng GDP khá lớn, từ 6,5 đến 7% một năm. Và cũng theo cái dự báo là cái ngành năng lượng cũng sẽ tăng từ 11 đến 12% một năm, đặc biệt trong đó có năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời và năng lượng gió, vốn dĩ là một lợi thế rất lớn ở Việt Nam chúng ta. Từ năm 2017 đến nay thì chính phủ cũng đã ban hành rất là nhiều cái chính sách ưu tiên phát triển cái ngành năng lượng tái tạo này. Thì cái điều đó cũng đã thúc đẩy các doanh nghiệp, các đơn vị chuyển hướng sản xuất và sử dụng cái dạng năng lượng này. Và từ đó cho đến nay cũng là thu được khá nhiều cái dự án lớn về các lĩnh vực này. Và bước đầu đã đạt một số kết quả nhất định, đặc biệt là những cái tỉnh khu vực miền Trung và ở miền Nam. Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng, có rất nhiều điều kiện thuận lợi cũng như tiềm năng cho phát triển năng lượng tái tạo. Thế nhưng khai thác những cái tiềm năng này thì vẫn rất còn hạn chế. Vậy ông có thể phân tích rõ hơn về vấn đề này? Việt Nam cũng được thế giới đánh giá là một trong 10 nước có cái sản lượng về cái điện mặt trời lớn nhất trên thế giới. Ngay ở Nghệ An chúng ta, với 82 km bờ biển và có đồi có núi, thì cái tiềm năng về năng lượng tái tạo này là vô cùng lớn. Tuy nhiên, so với các tỉnh thì mình cũng đi hơi chậm và cũng cần nhiều vấn đề còn phải bàn nữa. Một là về cái hành lang pháp lý, thì có cái này thì mới thu được cái nhà đầu tư chiến lược lâu dài để họ yên tâm đầu tư vào cái ngành này. Thứ hai là về cái tài chính, cái việc vay ngân hàng cũng rất là khó, vì vậy nó gây ra nhiều khó khăn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Và cái việc hỗ trợ về cơ chế tài chính trợ cấp từ ngân sách cho dự án năng lượng tái tạo này thì cũng không đáng kể. Cái thứ ba nữa là tôi cho rằng là về mặt công nghệ thì năng lượng gió, năng lượng tái tạo nó đòi hỏi một cái khoa học công nghệ, được cái sự vận hành và nhiều vấn đề khác nó rất là phức tạp. Cái này thì các chuyên gia cũng như là những công nhân, các chuyên gia vận hành cái này ở mình cũng chưa phải là có sẵn, và nó cũng rất là khó khăn, thậm chí là phải đào tạo ở nước ngoài về. Trước những vấn đề đang đặt ra, theo ông thì cần có những thay đổi gì trong quản lý và cả về cơ chế cũng như chính sách nhà nước? Như chị biết thì ngày hôm nay ngay tại nghị trường cũng như là dư luận xã hội thì cũng đang dậy sóng về cái tình hình nguy cơ là thiếu điện, cúp điện luân phiên. Trong cái thời tiết nắng nóng thế này thì phải nói là gây ảnh hưởng đến nghiêm trọng đời sống kinh tế xã hội. Mà trong khi thì chúng ta cái năng lượng điện mặt trời và điện gió ấy, thì lại thừa tới 4.600 MW không hòa được vào lưới điện. Đây là một sự bất cập. Theo tôi á, là cái tối quan trọng ở đây đó vẫn là cơ chế, chính sách xuyên suốt và lâu dài hơn nữa. Và chúng ta cần phải có một cái bộ luật riêng về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Và thực tế vừa rồi cho thấy cái giá phít của chính phủ như một bầu sữa mẹ đối với các dự án năng lượng tái tạo cho đến nay đã hết hiệu lực rồi. Và cái sự bất cập về cơ chế chính sách khiến nhiều dự án cũng phải đắp chiếu, ngồi chờ cơ chế mới. Như vậy là rõ ràng chúng ta đã lãng phí được một cái nguồn lực rất là lớn. Thế tôi cho rằng là hơn ai hết, cái Bộ Công Thương ấy thì cần phải nhanh chóng nghiên cứu và đề xuất một cái việc phát triển về năng lượng tái tạo và tạo cái hành lang pháp lý ổn định, thuận lợi hơn nữa để thu hút các nguồn lực thuộc cái thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân tham gia phát triển nguồn năng lượng tái tạo này. Một lần nữa rất được cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Phần trao đổi với khách mời đã khép lại chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần ngày hôm nay. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình trên app NTV Go hoặc website truyền hình Nghệ An.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.